Câu hỏi sau cùng, đối với những tin tức truyền đạt thông qua quỷ thần linh đồng, làm thế nào để phân biệt tà chánh? Câu hỏi này hỏi rất hay. Hiện nay những hiện tượng quỷ thần linh đồng này quá nhiều. Lời của con người không thể nghe. Vì sao vậy? Hiện nay con người đều vọng ngữ, đều không chịu nói lời thật, cho nên đều khởi lên hoài nghi đối với con người. Chỉ có thể nghe lời của quỷ được chăng? Lời của quỷ thật sự có thể chịu trách nhiệm không? Họ trêu đùa với bạn thì bạn không chịu nổi rồi. Cho nên khi tiếp xúc với quỷ thần linh đồng thì phải có trí tuệ. Những gì họ nói tương ưng với giáo huấn của Thánh Hiền và trong kinh luận của Phật Bồ Tát thì có thể làm tham khảo. Nếu không tương ưng vậy thì chắc chắn không phải là thật. Chúng ta lễ kính đối với những quỷ thần linh đồng này, nhưng không nghe theo họ, không thể y theo giáo huấn của họ mà làm, vậy thì bạn sẽ thiệt thòi, bạn sẽ bị lừa. Tôn kính họ, đây là điều nên làm. Lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Xưng tán là gì? Nhất định là bạn tương ưng với chánh pháp. Không tương ưng với chánh pháp thì không thể nghe theo. Có một số tin tức bị thần lên đồng truyền cho chúng ta, vậy chúng ta như thế nào? Vậy chúng ta trong thời gian gặp nạn thì nên ăn chay. Ăn chay, đoạn ác tu thiện, sám hối. Đây là tương ưng với Phật Pháp nói. Đây là thật, đây không phải là giả. Quỷ thần này là có thiện ý, họ dạy chúng ta là chánh pháp. Nếu họ nói truyền lại rằng các bạn học Phật cái gì cũng chẳng linh, nhất định phải y theo phương pháp của họ, vậy thì không nương theo được. Phải xem phương pháp của họ có giống với phương pháp trong kinh Phật giảng hay không. Nếu giống thì có thể tham khảo, không giống thì nhất định không thể nghe theo họ. Như vậy bạn sẽ có thể phân biệt được cái gì là tà, cái gì là chánh, cái gì có thể tiếp nhận, những cái nào chúng ta nhất định phải cự tuyệt, nhất định không thể bị họ dắt mũi lui đi. Vậy thì bạn sai rồi. Bạn là người học Phật, không đi theo Phật mà đi theo ma, đi theo quỷ thần, sai lầm quá đỗi sai lầm. Tiếp theo là bốn câu hỏi của đồng tu Trung Quốc. Câu hỏi thứ nhất, đệ tử thường xuyên làm công việc lưu thông pháp bảo, cần phải tiếp xúc với các đóng góp của tín chúng, bởi con sợ là lấy nhầm tiền công đức để dùng cho cá nhân, nên con thường bỏ thêm tiền của mình vào hòm công đức. Xin hỏi, nếu thật sự lấy nhầm tiền đóng góp của đại chúng, cách làm này có thể bù đắp được không? Có thể bù đắp. Đây gọi là lỗi, không gọi là tội, vẫn là lỗi lầm. Cách làm nên như thế nào? Nếu là khoản đóng góp của đại chúng, cho dù là hòm công đức, ngày ngày đều phải ghi chép. Bạn có một cuốn sổ ghi chép, hôm nay hòm công đức có bao nhiêu tiền, hôm qua hòm công đức có bao nhiêu tiền, cả tháng tính ra bao nhiêu, không được dùng cho mục đích khác. Không phải là chính mình ở đó tùy tiện lấy được, phải dùng cho khéo,
chính mình có để vào đó bao nhiêu tiền đi nữa, cho dù để rất nhiều vẫn là có lỗi lầm. Vì sao vậy? Đây là không như pháp, không thể làm tấm gương cho người học Phật thông thường. Công đức chân thật chính là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Những gì chúng ta làm là tấm gương tốt nhất cho người khác. Đây cũng phải là tấm gương tốt. Cho nên bạn phải hiểu đạo lý này. Tốt nhất không nên làm như vậy. Thứ hai, làm thế nào để tránh sự phản đối của người nhà và sự cười nhạo của người khác bởi vì ăn chay giới sát. Người khác cười nhạo không có vấn đề gì. Chúng tôi thường nói, cười chết là người ta chết, chúng ta không chết. Điều này không quan trọng. Nhưng với người nhà, người nhà thì bạn phải làm ra hình tượng tốt cho họ xem. Hình tượng tốt này, bạn đang ở nhà ăn chay, họ ăn thịt. Sau 1-2 năm, sức khỏe của bạn tốt hơn họ, tinh thần của bạn tốt hơn họ, trí tuệ của bạn tốt hơn họ, thì họ sẽ phục thôi. Cho nên bạn phải lấy hình tượng để cho họ xem, làm được tốt hơn. Đặc biệt là phải nói rõ ràng vì sao phải ăn chay. Họ không tin Phật Pháp, không tin nhân quả, nhưng chúng ta nói trên cơ sở khoa học, vậy thì họ sẽ tin. Bệnh từ miệng vào, đây là ngạn ngữ đã truyền lại suốt mấy ngàn năm. Họ sẽ không phản đối bệnh từ miệng vào. Cho nên đồ chúng ta ăn thì phải có lựa chọn, thông thường lựa chọn vệ sinh. Điều này mọi người đều xem trọng, bảo vệ sinh lý. Sinh lý là sức khỏe vật chất. Con người ngoài sức khỏe vật chất ra còn có sức khỏe tinh thần. Tinh thần là gì? Là cảm xúc. Tín đồ Hồi giáo hiểu được. Hồi giáo biết phải bảo dưỡng sinh lý, còn phải bảo dưỡng tính tình. Cho nên trong động vật, nếu tính tình của nó không tốt thì họ sẽ không ăn. Họ ăn nhiều nhất là thịt cừu. Tính tình của cừu ôn hòa. Điều này rất có đạo lý. Khi tôi tiếp xúc với họ, rất có đạo lý. Tôi tiếp xúc với họ là khi còn nhỏ. Khi tôi học cấp 2, bạn cùng lớp có mấy người là tín đồ Hồi giáo. Chúng tôi là bạn bè rất tốt. Cho nên tôi cũng thường hay đến nhà họ chơi. Họ cũng dẫn tôi đi tham quan nhà thờ Hồi giáo. Nhờ vậy, tôi hiểu rõ họ hơn. Nhưng trong Phật giáo, Phật giáo ăn chay, tôi là căn cứ vào những kinh nghiệm thời xưa này, vệ sinh, vệ tánh. Chế độ ăn chay trong Phật giáo nhấn mạnh đến việc bảo vệ tâm từ bi của chính mình, là vệ tánh. Đó gọi là nghe thấy âm thanh, không nỡ ăn thịt nó. Bạn xem thấy động vật rất sống động, làm sao bạn nhẫn tâm ăn thịt chúng? Bảo vệ tâm từ bi của chính mình. Cho nên chế độ ăn uống này của nhà Phật là hoàn mỹ nhất. Nó có vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Hồi đầu tôi lựa chọn ăn chay là theo đạo lý này. Lúc đó tôi mới học Phật được nửa năm, tiếp xúc với Phật giáo được nửa năm. Tôi hiểu rõ đạo lý này, cho nên lựa chọn phải nên vậy, bảo vệ tâm từ bi của chính mình, bảo vệ sức khỏe. Tôi nghĩ như vậy, có lẽ người trong nhà bạn sẽ có thể tiếp nhận.
sức khỏe của chế độ ăn chay nhất định vượt hơn ăn thịt. Bạn xem, lão hòa thượng Bổn Hoán ở trong nước năm nay 101 tuổi. Năm ngoái khi ngài 100 tuổi, tôi đi thăm ngài, sức khỏe rất tốt, chỉ hơi lãng tai một chút. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong nửa giờ. Hôm đó tôi đi có mang theo một chuỗi hạt, không phải là chuỗi này, là chuỗi hạt rất bình thường. Ngài vội vàng chạy về phòng lấy ra một chuỗi hạt, có lẽ là hạt ngọc thạch gì đó, cho tôi. Thầy là đại pháp sư, làm sao đeo chuỗi này được, liền đội chuỗi hạt cho tôi. Rất vui. Cả đời ăn chay, xuất gia từ nhỏ, một trăm lẻ một tuổi vẫn không cần người chăm sóc, thật khó có được. Bạn xem, người học Phật xuất gia tại gia, người ăn chay lâu năm, sức khỏe đều rất tốt, tấm gương này tốt. Hà tất phải ăn thịt chúng sanh? Câu hỏi thứ ba, mẹ của đệ tử thắp hương lạy Phật, thỉnh thoảng cũng niệm Phật, nhưng phản đối đệ tử niệm Phật. Mẹ nói thắp hương lạy Phật là vì con cháu cầu phú quý bình an, cầu sanh Tây Phương quá khó, không có ai làm được. Xin lão pháp sư khai thị. Vấn đề này bạn hãy xem nhiều Vạn Sanh Truyện, xem nhiều Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thì bạn sẽ hiểu vãng sanh không khó. Phải nói với mẹ của bạn là có thể chuyển được ý niệm thì bà có thể vãng sanh. Ngàn vạn không được để cho bà chướng ngại con cái mình học Phật. Đây là lỗi lầm rất lớn. Đây là gì? Đoạn pháp thân huệ mạng của người. Tội nghiệp này rất nặng. Phải nên dẫn dắt người cả nhà mình học Phật, người cả nhà thành tựu. Cho nên chỉ trong chừng một niệm, học Phật phải nên thường nói đạo lý mà Phật dạy cho bà ấy nghe. Bà ấy thuộc về mê tín, không biết chút gì về Phật Pháp, cho nên mới có thái độ như vậy. Thứ tư, người thời nay thường xem người học Phật tu thiện như quái vật, không bình thường, thậm chí còn cười nhạo. Rất nhiều người học Phật cảm thấy chướng ngại nặng nề mà thoái chuyển. Xin hỏi làm sao mới có thể không bị thoái chuyển? Chỉ cần bạn kiên định chí hướng thì sẽ không thoái chuyển. Khi tôi mới học Phật, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên của tôi cũng đều nói tôi không bình thường, cũng đều nói tôi như là quái vật. Đặc biệt sau này tôi bỏ việc để xuất gia, thực sự là quái vật. Họ nói anh ta mê rồi, bị Phật giáo mê rồi. Mê quá sâu. Nhưng 20 năm sau, khi họ về hưu rồi, thường hay nghe tôi giảng trên truyền hình, trên Internet.
Sau khi gặp tôi thì nói, con đường thầy đi là đúng rồi. Họ mới hiểu được tôi không phải là quái vật, chính họ là quái vật. Chúng ta trong đời sống, năm sau ta lại vui sướng hơn năm trước, họ thì năm sau lại khổ sở hơn năm trước. Sự tương phản này quá lớn. Khi về già, không có ai có thể so với tôi. Đây là tình huống thực tế đã bày ra trước mắt. Bạn không thể không tin tưởng. Nhưng học Phật, có thật học Phật, có giả học Phật. Giả là mê tín, mê tín thì không được. Thật học Phật, Phật Pháp ở trong kinh điển, Phật Pháp là giáo dục. Điều này nhất định phải làm cho rõ ràng. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học, trước sau đều chưa từng làm kinh sám Phật sự, trước sau đều chưa từng làm pháp hội lần nào. Đức Phật Ngài ở trong 49 năm chính là dạy học. Dạy học không phân biệt giai cấp. Bạn phải tìm hiểu về Ngài. Bạn không hiểu về Ngài, tùy tiện phê bình Ngài, bạn đổ oan cho người tốt. Đổ oan cho người tốt là có tội. Ngài có cống hiến rất lớn đối với xã hội. Từ khi Ngài nhập diệt đến nay, theo cách tính của người ngoại quốc thì là 2550 năm. Năm ngoái Liên Hợp Quốc có tổ chức một hoạt động kỷ niệm 2550 năm Đức Phật nhập diệt. Người thông thường có thể làm được không? Toàn thế giới có nhiều người tin Ngài như vậy, có nhiều người học tập với Ngài như vậy. Lẽ nào những người này đều không bình thường? Chỉ có bạn bình thường thôi sao? Phải suy nghĩ thật nhiều. Cho nên nếu bạn muốn phê bình Ngài, tôi thường hay nói, bạn hãy tìm hiểu về Ngài, bạn mới có tư cách để phê bình. Nếu bạn không tìm hiểu về Ngài thì sự phê bình này của bạn là có sai lầm. Giống như chúng ta phê bình một bài văn vậy, nhất định phải đọc bài văn này thật tỉ mỉ mấy lần. Những chỗ nào có vấn đề, bạn mới có thể đề xuất ý kiến. Đối với kinh điển Phật Pháp, căn bản là bạn chưa tiếp xúc đến, chẳng biết chút gì mà bạn đã dám phê bình. Bạn quá to gan. Chẳng biết chút gì, bạn không có tư cách để nói chuyện. Nhất định phải làm cho rõ ràng. Phật Pháp hoan nghênh mọi người phê bình. Phật Pháp không sợ phê bình, vô cùng hoan nghênh. Nếu muốn phê bình, trước hết hãy nghiên cứu kinh điển. Như vậy thì đúng rồi. Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trên mạng. Câu hỏi thứ nhất, người chứng quả A-la-hán có thể thông 500 đời quá khứ, cũng có thể biết 500 đời vị lai. Xin hỏi, có thể biết 500 đời quá khứ, việc này có thể lý giải, nhưng có thể biết 500 đời vị lai, liệu đây có phải ý nói nhân quả của vị lai đã được định sẵn rồi không? Vì câu vị lai là do gặp duyên khác nhau, vậy nên giải thích như thế nào? Xin lão Pháp Sư khai thị. Đúng là như vậy. Duyên ở vị lai,
thường xuyên biến động. Điều mà Ngài nói với bạn hôm nay là vị lai tương đồng với thời gian hiện nay của chúng ta. Thời gian thực ra không phải là thật, thời gian là bất tương ưng hành pháp. Sau khi bạn thực sự hiểu rõ thì không có quá khứ, hiện tại, vị lai, đây mới là thật. Ba đời đều bình đẳng. Thời gian là một loại ảo giác của chúng ta. Cho nên khi Ngài có thể đột phá được không gian duy thứ rồi thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều nhìn thấy. Sự biến hóa của mỗi ngày, Ngài mỗi ngày cũng nhìn thấy. Ngài có năng lực này. Bạn muốn hỏi sự việc này, sự việc này rất khó nói rõ ràng. Có một phương pháp, bạn tu thật tốt, không nhất định bạn phải chứng đến A-la-hán, bạn chỉ cần chứng được Tu Đà Hoàn thì bạn sẽ có năng lực này. Tu Đà Hoàn không thể biết 500 đời. Đại khái là 3 đến 5 đời thì không có vấn đề gì. Quá khứ, vị lai họ đều biết. Sự việc xảy ra trong tương lai không nhất định là A-la-hán. Giống như các nhà ngoại cảm thông thường là có sự việc tương lai còn chưa đến, họ dự báo cho chúng ta biết. Năm xưa ở Đài Loan, khi tôi giảng kinh Di Đà, giảng Di Đà kinh sớ sao, sớ sao của Đại sư Liên Trì là ở Liên Hữu Niệm Phật Đoàn. Người phụ trách của Liên Hữu Niệm Phật Đoàn là một lão tướng quân về hưu. Chiến đấu trong thời gian kháng chiến với người Nhật Bản, là một sĩ quan cao cấp. Ông nói với tôi một sự việc. Khi tác chiến ở Giang Tây, ông gặp được một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này có thần thông, biết trước tương lai. Chúng tôi không nói quá khứ là biết trước tương lai. Nơi ông ở là một vùng khá trũng. Lão đạo sĩ nói với ông, các vị phải nhanh chóng chuyển nhà, chuyển đến nơi cao hơn. Một tuần sau nơi này sẽ bị chìm trong nước. Ông không tin, bởi vì không nhìn thấy thời tiết có dấu hiệu của mưa. Thời tiết vô cùng đẹp. Đúng một tuần sau, đến ngày hôm đó, ông còn đặc biệt phái người đi xem lão đạo sĩ, bởi vì lão đạo sĩ cũng ở không xa, xem lão đạo sĩ có dọn nhà đi không. Kết quả sau khi đi xem, quả nhiên lão đạo sĩ đã dọn nhà đi. Ông liền có chút tâm cảnh giác, một mảy may dấu hiệu cũng chẳng có. Cho nên ông cũng đề phòng. Không ngờ đột nhiên có một cơn mưa lớn. Đúng là nơi đó đã bị ngập nước. Ông ấy đã biết từ một tuần trước. Còn có một sự việc, lão đạo sĩ nói với ông, lão đạo sĩ nhìn thấy ở phương Đông có nơi bùng phát chiến tranh rất khốc liệt. Ông ấy là sĩ quan cao cấp, kiểm tra xem thế nào, y theo phương hướng khoảng cách mà đạo sĩ nói, không tra ra được. 3 tháng sau, người Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng, đó là nơi mà đạo sĩ đã chỉ ra. 3 tháng trước ông đã nhìn thấy. Đây là thật, không phải giả. Từ sự việc nhỏ này, bạn hãy đi quan sát. A-la-hán thấy được 500 đời. Tu Đà Hoàn có thể nhìn thấy 5-6 đời. Đây là việc hết sức
bình thường. Cho nên có thể nhìn thấy quá khứ, có thể thấy vị lai. Vậy lý luận ở trong Phật Pháp là gì? Quá khứ vị lai là một tâm. Bạn biết nhất tâm thì sẽ thông ngay. Khắp pháp giới, hư không giới là một tâm. Tâm là thể, chính là pháp tánh. Hết thảy hiện tượng là pháp tướng. Pháp tướng từ đâu đến? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Tự tánh có thể sanh vạn pháp, bằng kiến tánh rồi thì lẽ nào không thể thấu rõ đạo lý của vạn pháp? Vạn pháp là bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có gì không thông đạt. Cho nên tu học Phật Pháp, mục tiêu sau cùng là minh tâm kiến tánh. Câu hỏi thứ hai, xin hỏi, tâm tánh là chân tâm, tâm thức là vọng tâm, lý giải như thế này có đúng không? Tâm thức là nơi lưu trữ tất cả thông tin sanh ra từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phải không? Bao gồm cả việc lưu trữ thông tin, thời điểm nào đó có vọng tưởng khởi lên. Trong kinh Phật nói như thế này, một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh ác sanh tam tế tướng. Tam tế tướng chính là tự thể của A Lại Gia, chính là tam tế tướng. Vô minh nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Chuyển tướng chính là kiến phận của A Lại Gia, cảnh giới tướng chính là tướng phận của A Lại Gia. Do một vọng niệm biến hiện mà ra. Đúng là nó có thứ bậc, nhưng tốc độ quá nhanh. Không những phàm phu không thể phân biệt. Trong kinh Phật nói, Bồ Tát thức địa còn không nhìn thấy, bát địa mới nhìn thấy. Khoảng cách từ bát địa đến quả vị Phật cứu cánh rất gần. Các ngài đi lên bát địa, cửu địa, thập địa, đặc giác. Tiếp theo là Phật quả cứu cánh viên mãn, 52 cấp bậc. Năm bậc sau cùng thấy được hiện tượng của A Lại Gia. Đó là địch công vô cùng sâu, cũng chính là tâm vô cùng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đến cực điểm thì hiện tượng cực kỳ vi tế này bạn đều nhìn thấy toàn bộ. Tâm tánh, chân tâm, vọng tâm ở trong giáo lý Đại Thừa, cách nói có rất nhiều tông phái đều không như nhau. Phải biết điều này, cách nói không như nhau. Chúng ta biết đó là phương tiện dạy học của Tổ sư Đại Đức. Thực tế là một sự việc. Câu hỏi tiếp theo, tu học đến một trình độ nào đó, có phải nhất định phải tịnh tu, bế quan, thành tựu bản thân rồi mới giúp đỡ đại chúng không? Tịnh tu thì lúc nào cũng phải tịnh tu, không nhất định đạt đến trình độ nào đó. Khi bắt đầu học thì phải tịnh tâm lại, phải sửa lại rất nhiều quan niệm sai lầm.
hành vi sai lầm của mình. Đây gọi là tịnh tu. Cho nên tịnh tu không có giới hạn nào cả. Còn việc bế quan thì phải có điều kiện. Người nào có điều kiện bế quan, khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Nói cho các vị biết, A-la-hán chưa có tư cách bế quan, Bích Chi Phật chưa có tư cách bế quan. Điều kiện bế quan là gì? Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Hiện nay chúng tôi đang giảng đến phẩm hiện thủ. Hiện thủ Bồ Tát không có tư cách bế quan. Vì sao vậy? Ngài chưa phá vô minh. Cũng chính là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, vọng tưởng của Ngài vẫn chưa buông xuống, phân biệt chấp trước của Ngài chưa dứt được, vọng tưởng chưa hoàn toàn buông xuống, Ngài không đủ tư cách để bế quan. Sau khi buông xuống vọng tưởng rồi, Ngài siêu việt mười pháp giới, thân thể vẫn ở tại thế gian này. Đúng thật đã buông xuống rồi, Ngài hoàn toàn thông đạt đối với hết thảy pháp thế xuất thế gian, như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng vậy. Vì sao phải bế quan? Vì không có ai biết họ, không ai mời họ ra giảng kinh thuyết pháp. Họ không thể tự mình giới thiệu chính mình, thế thì không được. Vậy làm thế nào? Bế quan. Bế quan chính là nói với người trong thiên hạ, bản thân tôi học thành công rồi. Người trong thiên hạ nếu có vấn đề gì không thể giải quyết được, thì bạn đi yêu cầu cao nhân chỉ điểm. Ai là cao nhân? Người bế quan là cao nhân. Bạn sẽ tỉnh họ chỉ điểm. Nếu họ không thể chỉ điểm, bạn có thể mở cửa quan phòng của họ, đi ra cùng tôi thăm học một chuyến. Bạn vẫn chưa đủ tư cách bế quan. Bế quan là như vậy. Thành tựu rồi thì nhất định hoằng pháp lợi sanh, nhất định là đi làm công tác dạy học. Không có người tỉnh, không có người biết, thì dùng phương pháp này. Cho nên bế quan không phải là việc dễ dàng. Đây là bế quan thật sự. Loại thứ hai là miễn cưỡng mà bế quan. Đó là gì? Danh tiếng quá lớn. Hiện tại nói mức độ nổi tiếng quá cao. Một ngày từ sáng đến tối, người đến thăm hỏi liên tục, khiến cho bạn không có cách gì tu hành. Lúc để bế quan là gì? Cự tuyệt việc thăm hỏi. Đó là dạng người nào vậy? Năm xưa, khi tôi mới học Phật chưa được bao lâu, sau khi thọ giới, có một cư sĩ, ông có một khu biệt thự ở trên núi, không có người ở. Lúc đó gặp được tôi, nghe tôi giảng kinh, ông muốn tặng nó cho tôi để tôi đến bên đó tiến tu bế quan. Tôi đến Đại Trung báo cáo sự việc này với thầy. Thầy đã nói điều này với tôi. Thầy nói, cậu có điều kiện gì? Cậu có tư cách gì mà bế quan? Thứ nhất, cậu chưa hề buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, chưa minh tâm kiên tánh, không đủ tư cách. Thứ hai, việc thế tục cũng không có nhiều như vậy, cậu vẫn còn chưa nổi danh. Cho nên hai điều kiện đều không phù hợp, phải học cho tốt. Triệu Châu 80 còn hành cước. Đây là Hòa Thượng Triệu Châu ở Trung Quốc thời xưa, 80 tuổi còn chưa khai ngộ. Chưa khai ngộ đi khắp nơi tham học. Tham học rất gian khổ. Vì sao vậy? Vì chính mình công phu chưa đến nơi. Cậu có điều kiện gì? Có tư cách gì mà bế quan? Vậy tôi mới hiểu rõ. Trước đây không hiểu. Nhìn thấy các pháp sư trẻ có rất nhiều người bế quan, chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ, mới biết bế quan là có điều kiện. Thành tựu chính mình rồi mới giúp đỡ đại chúng. Đây là chính xác. Hiện nay
muốn đợi chính mình thành tựu rồi mới giúp đỡ đại chúng thì không còn ai nữa. Trước đây chúng tôi cũng có cách nghĩ này. Thầy Lý nói, vì không có ai thì việc hoằng pháp lợi sanh cũng đoạn tuyệt rồi. Vậy phải làm sao? Chính mình chưa thành tựu cũng phải giúp đại chúng. Chưa thành tựu thì giúp như thế nào? Bằng giảng kinh sai rồi thì làm sao? Cho nên thầy đã dạy cho chúng tôi dạng chú giải của người xưa. Không dùng ý của chính mình giảng sai thì họ chịu trách nhiệm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm. Dạy cho chúng tôi một nguyên tắc là điều mà nhà Nho nói. Trong Luận Ngữ có nói, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Vậy mới là biết. Điều tôi biết thì tôi nói cho bạn nghe. Điều tôi không biết thì tôi đọc lướt qua là được rồi. Đọc lướt qua vì sao không giảng? Điều này tôi không biết. Đây không phải là lỗi lầm. Cái này không có lỗi lầm. Không biết mà cho là biết, đó là lỗi lầm. Không được sĩ diện, cứ thật thà, vậy thì chính xác. Đem những gì mình học tập được báo cáo cho đại chúng, chia sẻ với đại chúng, vậy thì đúng rồi. Thầy nói rõ như vậy, chúng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Học giảng kinh với thầy, cho nên hôm nay chúng tôi giảng Hoa Nghiêm, những chú giải mà chúng tôi y cứ theo, có sớ sao của Đại sư Thanh Lương, hợp luận của Lý Trượng Giả. Chúng tôi tham khảo hai loại này. Trong đó có một số là xen kẽ, đó là những báo cáo tâm đắc học tập trong bao nhiêu năm nay của chúng tôi, cung cấp cho mọi người tham khảo. Cho nên giảng kinh phải khai ngộ. Không khai ngộ thì không được. Khai ngộ là nhất định phải buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ít nhất cũng phải buông xuống chấp trước. Đối với thế xuất thế gian pháp, đối người, đối việc, đối vật, thấy đều không được chấp trước nữa. Đây là cảnh giới của A-la-hán. A-la-hán là chánh giác. So với vô tượng chánh đạt chánh giác, A-la-hán đắc được chánh giác. Bồ-Tát là chánh đạt chánh giác. Đẳng là bình đẳng với Phật. Chánh là chánh mà không tà. Bình đẳng với Phật chứ không phải là Phật. So với Phật còn kém xa một bậc. Thành Phật rồi lại thêm vô tượng, không vượt hơn được nữa. Vô tượng chánh đạt chánh giác. Cho nên ít nhất là đắc chánh giác thì bạn mới có tư cách giảng kinh, giảng được không sai. Sẽ tương ưng với những gì Phật nói. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng ta biết mấu chốt ở trong đây chính là phải buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công phu tu hành nằm ở chính mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước mỗi năm một nhẹ hơn. Trí tuệ đức hạnh của bạn mỗi năm một nâng cao. Bất kể bạn tu pháp môn nào, thầy đều phải buông xuống. Nếu không buông xuống, tu pháp môn nào cũng biến thành chấp pháp, lại sai rồi. Phiền não có hai loại. Một loại là chấp trước vào ta, người. Một loại là chấp trước vào pháp. Chấp trước vào ta, người là phiền não chứng. Pháp mà ta chấp trước gọi là sở tri chứng, đều biến thành chứng ngại. Phải hiểu đạo lý này. Thật sự như Đại sư Chương Gia ngày đầu gặp mặt đã nói với tôi, nhìn thấu buông xuống.
đúng là đã nói với tôi bí quyết tu hành trong giáo lý Đại Thừa. Câu hỏi tiếp theo, con nghe Lão Pháp Sư giảng Kinh Kim Cang nói đến việc nếu chiến tranh hạt nhân thế giới bùng phát, chỉ có tứ vị tăng chúng mới có thể hóa giải. Không biết lý luận thâm diệu ở trong đây như thế nào, xin Lão Pháp Sư từ bi khai thị. Kinh Kim Cang tôi giảng nhiều năm về trước, hiện nay tôi quên mất rồi. Tứ vị tăng chúng đại khái là nói về tăng đoàn hòa hợp. Bởi vì khi Phật giảng kinh thường nói bốn người cùng tu với nhau, thật sự có thể làm được lục hòa kính. Đây là tăng đoàn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Khi trên thế giới có một tăng đoàn như vậy thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ, trên thế giới này sẽ không có tai nạn lớn. Tai nạn mang tính hủy diệt nhất định không thể có. Cho nên chúng hòa hợp đáng quý biết bao. Hiện tại gọi là hài hòa. Hai người ở cùng với nhau còn không hợp, thậm chí như tôi từng nói, một mình bạn còn không hợp với chính mình, bạn còn sanh phiền não, bạn còn khởi vọng tưởng, chính mình còn không hợp với chính mình. Bốn người làm được hòa hợp chúng thì quá khó, quá khó. Cả đời tôi chưa từng thấy qua. Bản thân chúng tôi khi xưa ở Đài Loan, chúng tôi có một đạo tràng nhỏ là thư viện Hoa Tạng. Lúc số người nhiều nhất cũng có hơn 40 người cùng ở với nhau, không phải là chúng hòa hợp. Mỗi người đều có cách nhìn, cách nghĩ của chính mình. Mặc dù mỗi ngày đều đang học tập kinh giáo, nhưng không thâm nhập, bạn mới biết là khó biết bao. Người trong nhà bạn, vợ chồng con không hòa hợp, nên bạn biết thật là khó. Tăng đoàn của Phật giáo đúng là chúng hòa hợp, họ hiểu lý, hết thảy họ đều buông xuống thì họ mới có thể hòa hợp. Có một việc không buông xuống thì không có cách gì làm được hòa hợp. Điều này vô cùng khó khăn. Vậy phải cầu ai? Chỉ có cầu chính mình. Cầu người cầu không được, chính mình phát tâm. Ta hòa hợp với hết thảy chúng sanh, nhưng họ không hòa hợp với ta, việc này không vấn đề gì. Bất luận tai nạn gì, chúng ta liền hiểu rằng nếu ta hòa hợp với hết thảy chúng sanh thì ta sẽ không có tai nạn. Nếu bom nguyên tử nổ, thân thể ta biến thành bụi trần, linh tánh của ta sẽ đi lên, sẽ không bị rơi xuống dưới. Nhịn diện giữ gìn tâm địa thanh tịnh, tâm từ bi, vậy thì đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói chỉ cần tín nguyện thật sự đầy đủ, tán niệm cũng có thể giảng sanh. Có phải mâu thuẫn với cách nói công phu tịnh phiến là yêu cầu thấp nhất của giảng sanh không? Không mâu thuẫn. Công phu thành phiến là bạn có thể tự tại giảng sanh. Đầy đủ tín nguyện, tán niệm cũng có thể giảng sanh. Đây là điều kiện thấp nhất để giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Tán niệm là gì? Tán niệm là không có định khóa. Ta mỗi ngày phải có công khóa cố định. Đây không phải tán niệm. Công khóa không cố định là tán niệm. Họ rảnh thì niệm Phật, có việc thì làm việc. Đây gọi là tán niệm. Tín nguyện kiên định, một mảy may hoài nghi cũng không có. Vậy có thể. Tổ sư nói được rất hay. Có thể giảng sanh hay không quyết định ở chỗ có tín nguyện hay không. Phẩm gì giảng sanh, đó là công phu niệm Phật cao hay thấp. Bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, đó là mức độ của công phu niệm Phật. Nếu nói đến giảng sanh thì chân tính thiết nguyện, người này nhất định giảng sanh. Những điều nói bên trong yếu giải này, Đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán. Cho nên pháp môn này gọi là pháp dễ hành, nhưng tín nguyện này, người chân tính thiết nguyện thì không nhiều. Người thông thường thì tín nguyện này là giả, không phải thật. Vì sao vậy? Có tham luyến đối với thế gian này, đây là giả. Chưa buông xuống thế duyên, tranh danh đoạt lợi, làm sao họ có thể giảng sanh được? Người chân tín thiết nguyện là như thế nào? Không quan tâm đối với danh văn lợi dưỡng ở thế gian, buông xuống hết. Khi thân thể còn ở thế gian này thì luôn là tùy duyên, cái gì cũng tốt, nhất định không có một chút mảy may tính toán, không có mảy may chấp trước. Vậy thì nhất định vãng sanh. Đối với thế gian này, bạn chưa nhìn thấu. Thế gian này như trong Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Đặc biệt Kinh Bát Nhã nói rất thấu triệt, hết thảy pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Cho nên chân thật hiểu rõ rồi thì triệt để buông xuống. Không có gì là không tùy duyên cả. Ví dụ như nói dạy học độ chúng sanh thì phải tùy duyên, có duyên thì làm, không có duyên thì không làm. Không phải là yếu tố nhất định. Nếu là yếu tố nhất định thì chấp trước rồi. Có duyên thì phải nên làm. Vì sao vậy? Lợi ích rất nhiều chúng sanh. Không có duyên thì một chút cũng không miễn cưỡng, là chúng sanh không có phước mà. Sự việc này Phật có đến cũng không được, nhất định chúng sanh phải có phước. Phật đến thế gian để xuất thế, chúng sanh phước báo hiện tiền, cảm được Phật đến ứng hóa. Chúng sanh không có phước, nếu Phật đến được thì Phật phải thường xuyên đến. Vì sao ít khi Phật đến như vậy? Phước báo chúng sanh chín mùi thì Phật sẽ đến thôi. Chúng sanh thiếu phước, nói thật ra Phật cũng đến, nhưng không dùng thân Phật, không hiện thân tám tướng thành đạo. Giống như Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc thì hiện chính là thân tiều phu rất bình thường, thì hiện làm thân phận tổ sư. Đúng thật cũng có thì hiện làm thân phận tệ quan, có thì hiện làm thân phận thương chủ. Thương chủ chính là chủ doanh nghiệp lớn mà hiện nay nói là thân phận thương chủ. Thân phận nào cũng có thể thì hiện, nhưng phàm phu không biết. Những gì các ngài làm, việc tốt dường như cũng không quá nhiều. Vì sao vậy? Duyên phận chúng sanh, chúng sanh chỉ có phước báo lớn như vậy. Nếu nhiều quá, nhiều quá thì họ không nhận được.
Tuyệt đối không phải các ngài tùy tiện làm theo ý mình, hãy đều xem duyên phận. Cho nên năng cảm là chúng sanh, sở ứng là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát tuyệt đối không khởi tâm động niệm, nhất định không phân biệt chấp trước. Chúng ta phải dùng thiện tâm để cảm, chúng ta phải dùng tâm chân thành học tập để cảm. Cảm ứng này sẽ rất lớn. Câu hỏi thứ sáu, trong lúc giảng kinh, lão pháp sư đã từng nói: tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Vậy thì nếu chấp trước vào chính mình trong hư không pháp giới thì có phải cũng sai rồi không? Vô ngã rồi, quên ta rồi, liệu có phải là đã bằng không rồi sao? Không ở đây là một cảnh giới như thế nào? Chấp trước hư không pháp giới là chính mình vẫn là sai lầm. Hư không pháp giới vốn dĩ đã là chính mình, bạn không chấp trước vào nó vẫn là bản thân bạn. Điều này không liên quan gì đến việc chấp trước hay không chấp trước. Không phải nói bạn chấp trước thì có, không chấp trước thì không có. Nó không phải là pháp do nhân duyên sanh, nó tồn tại vĩnh hằng. Bạn không chấp trước vào nó là sai lầm của bạn, do bạn không biết nó. Bạn chấp trước đó vẫn là sai lầm, bạn cũng không biết gì về nó cả. Cho nên khi nào thì bạn thật sự nhìn thấy, khi mà bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều buông xuống, thì bạn sẽ rõ thôi. Đại đức trong tông môn thường nói: đạp mòn dậy sắc đâu tìm thấy, đi tham học dậy sắc cũng đi mòn hết rồi, cũng không tìm thấy. Một chút giác ngộ này là được rồi, chẳng mất chút công phu, đúng là như vậy mà hiện tiền. Đó là gì? Chỉ cần bạn buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước là được. Không buông xuống thì tham học thứ gì cũng còn cách một tầng. Buông xuống là được. Bạn nói bạn buông xuống rồi, thực ra bạn vẫn chưa buông xuống. Vì sao vậy? Việc buông xuống đó bạn vẫn chưa buông xuống. Bạn nói xem vấn đề phiền phức biết bao. Bạn cho rằng bản thân bạn đã buông xuống, trong tâm bạn có cái buông xuống thì vẫn là chưa buông xuống. Cái buông xuống đó vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bằng một thứ vẫn chưa buông xuống, vẫn còn là một phàm phu. Điều này bạn phải học cho tốt, tham học cho tốt. Chúng ta không phải là người có loại căn tánh đó, cho nên chúng ta mới niệm A-di-đà Phật. Bất kể ý niệm nào khởi lên, thầy đều dùng một câu A-di-đà Phật để đổi trở lại. Đến khi nào chúng ta buông xuống, đến thế giới cực lạc mới buông xuống. Đó là chân thật buông xuống, gặp được A-di-đà Phật. Hiện tại đây là điều duy nhất, là điều chân thật nương tựa vào được, là phương pháp vô cùng ổn thỏa vững vàng. Trước hết gặp A-di-đà Phật, rồi mới buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện nay chúng ta đối với đạo lý này đã rõ ràng, đã hiểu rõ rồi. Nhưng tập khí của chúng ta rất sâu, không dễ buông xuống. Giống kiểu người như Đại sư Huệ Năng, ba vị thầy đều cảnh cáo tôi. Ba vị thầy của tôi chưa từng gặp nhau, đều nói với tôi một việc như nhau: nhất định không được học Đại sư Huệ Năng. Đặc biệt thiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi: trước Đại sư Huệ Năng, Trung Quốc chưa xuất hiện người như vậy.
sau đại sư Huệ Năng cũng chưa xuất hiện người như vậy. Không thể học theo người này, chúng ta phải nên đi theo từng bước một mà đi. Còn ngài là một bước lên trời, chúng ta đi từng bước một, giống như leo cầu thang vậy, chúng ta leo lên từng tầng một. Ngài một bước đã leo đến trên rồi. Đây không phải là người thông thường. Cảnh giới không này, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng về cảnh giới này giảng suốt 22 năm, giảng Bát Nhã. Cho đây có thể biết, người học Đại Thừa nói Bát Nhã là môn học chủ yếu nhất trong Pháp Đại Thừa. Người chân thật có thể hiểu được, có thể khế nhập được thì không nhiều. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, pháp môn này ở Trung Quốc vô cùng hưng dượng, chân thật hiểu được. Giáo hạ đại khai viên dạy, tông môn đại triệt đại ngộ, Tịnh Độ Tông, pháp môn niệm Phật của chúng ta đạt được lý nhất tâm bất loạn. Trong suốt 2000 năm nay không có được mấy người, vô cùng khó có được. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ sự việc này, gọi là giải ngộ. Người giải ngộ thì nhiều, người chứng ngộ quá ít. Sau khi giải ngộ, hầu như không có ai không niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngay cả Thiền Tông cũng không ngoại lệ. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là người dẫn đầu, ngài là người đại triệt đại ngộ ở trong Thiền Tông, sau đó chuyển sang Tịnh Độ Tông, trở thành tổ sư của Tịnh Độ Tông, chuyên niệm A-di-đà Phật, làm ra một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Người trong Thiền Tông niệm Phật cầu sanh tịnh độ rất nhiều, trong giáo hạ cũng không ít. Cho nên mới khẳng định rằng Tịnh Tông là phương pháp đáng tin nhất để thành tựu cho người trong thời kỳ mạt pháp, dạng người tu, dạng người đi. Lý sự trong đây đều phải hiểu, không được hoài nghi, nghiêm túc nỗ lực học tập cho tốt. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ có thể giảng đến đây.